Xin chào các bạn. Trước hết theo thông lệ, mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Trong các bài học trước, chúng ta đã lần lượt học bánh nhịp 24 và 34. Trong bài học số 11 hôm nay mang tính cách tổng ôn các kỹ thuật của những bài trước. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu tác phẩm hôm nay. Bài thực hành đánh nhịp hôm nay là bài thánh ca tán tụng hồng ân chúng ta đã quen dùng. Riêng phần điệp khúc của bài này gồm có 3 đoạn đơn. Đoạn thứ nhất gồm 2 câu từ đầu đến tiếng hát dâng lên. Đoạn đầu này ở nhịp 24 chúng ta lưu ý vấn đề khởi tấu ở chẵn phách 2 với sắc thái là dấu marcato. Ở giữa và cuối câu chúng ta gặp những bước tiến đi lên đều đặn, sử dụng lối phác họa tiết tấu bình ca. Khi giai điệu đi lên gọi là bước tiến, chúng ta sử dụng những đường vòng cung. Khi giai điệu đi xuống gọi là bước lui, chúng ta sử dụng những đường gợn sóng. Đoạn thứ hai của phần điệp khúc gồm 4 câu ở nhịp biến đổi 3-4 và 2-4. Tuy nhiên, đây là nhịp biến đổi theo chu kỳ đều đặn. Cụ thể, ô nhịp đầu tiên của mỗi câu sẽ là nhịp 3-4. 3 ô nhịp còn lại của mỗi câu là nhịp 2-4. Vì vậy, điều đặc biệt ở đoạn 2 này chúng ta tiếp tục sử dụng lối phác họa tiết tấu bình ca. Đầu câu 1, câu 2 và câu 4 chúng ta gặp 2 bước tiến đi lên, còn có 1 bước lui. Nhưng riêng câu thứ 3, cả 3 nhịp đều là những bước tiến đi lên. Điều đặc biệt ở đoạn 2 này tác giả có ghi rõ ở đầu mỗi câu. Câu thứ nhất dành cho bè nam cao tenor, câu thứ hai dành cho bè nữ trầm alto, câu thứ ba mời bè nữ cao soprano và câu thứ tư mời bè nam trầm basso. Đoạn 3 của phần điệp khúc này gồm có 2 câu. Câu thứ nhất ở nhịp 2-4, câu thứ hai ở nhịp 3-4. Trong câu thứ nhất, ngay từ đầu câu chúng ta đã gặp ký hiệu F có nghĩa là mạnh. Đến phần cuối gặp ký hiệu crescendo có nghĩa là mạnh dần lên, đẩy lên cao trào. Vì vậy, tay nhịp sẽ sử dụng những động tác đảo ngược. Câu thứ hai của đoạn 3 này là nhịp 3-4, ngay từ đầu câu chúng ta đã gặp ký hiệu FF có nghĩa là rất mạnh. Cuối là ran có nghĩa là chậm dần. Và nhịp 3-4 này là nhịp 3-4 hoa mỹ chúng ta sẽ áp dụng khi thực hành. Bây giờ mời các bạn xem đánh nhịp trước toàn bài một lần. Xin dâng lời ca ta hồng ân thiên chúa bao la, xin dâng lời ca lên hòa theo tiếng hát dâng lên, đôi bàn tay chúa nâng đỡ con, xin dâng lời ca đôi bàn tay chúa dâng
ta đã xem thực hành đánh nhịp trước một lần. Bây giờ chúng ta đi vào thực tập chi tiết từng đoạn. Trong đoạn thứ nhất này, chúng ta lưu ý vấn đề khởi tấu ở chặn phách 2 với sắc thái dấu marcato. Rồi đến giữa câu và cuối câu sử dụng cử điệu của lối phác họa tiết tấu bình ca. Bây giờ mời các bạn thực tập. Lấy hơi, xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Sang cái đoạn thứ hai, việc đầu tiên người ca trưởng phải xác định vị trí các bè để mời bè cho chuẩn xác. Thông thường, khi bè nữ đứng phía trước, bè nam đứng phía sau, thì bè nữ cao soprano bên tay trái, nữ trầm alto tay phải, nam cao tenor bên tay trái và basso nam trầm bên tay phải. Bây giờ mời các bạn thực tập chi tiết. Câu đầu tiên mời bè tenor lấy hơi, đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Câu thứ hai mời bè alto lấy hơi, cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Câu thứ ba mời bè soprano, đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Câu thứ tư mời bè basso, tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Đoạn thứ ba này gồm có hai câu, câu thứ nhất ở nhịp 2-4, câu thứ hai ở nhịp 3-4. Tuy nhiên cả hai câu này cường độ sắc thái rất mạnh, cho nên chúng ta dùng động tác đảo ngược. Câu thứ nhất, Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Câu thứ hai là nhịp 3-4. Tuy là nhịp 3-4 hoa mỹ nhưng với cường độ mạnh, cho nên chúng ta cũng dùng động
tác đảo ngược. Con ý ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Bây giờ chúng ta ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Chi tiết từng đoạn, bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát cho cả bài học hôm nay. Xin dâng lời ca ta hồng ân thiên Chúa bao la. Xin dâng lời ca dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ tay nhịp và những kỹ thuật cơ bản của nhịp 24 và 34. Hẹn các bạn trong bài học tới với nhịp 44. Chúc các bạn thành công!